tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh ô tô 360 của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ đã đến mùa hè rồi, bây giờ bước sang mùa hè rồi. Thời tiết rất là nắng nóng với nhiệt độ ở ngoài trời như hôm nay tôi đang quay ở đây thì nhiệt độ có lẽ phải lên đến 36 đến 38 độ C rồi. Nhiệt độ rất là cao và rất là nóng bức. Chính vì vậy, xin quý vị và các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho anh em chúng tôi làm việc ạ. Thời tiết nắng nóng như thế này mà được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị và các bạn cũng làm cho anh em chúng tôi phần nào bớt đi cái nắng nóng của mùa hè này ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay đây, chắc là quý vị và các bạn cũng đoán ra được là tôi sẽ muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe gì rồi phải không ạ? Vâng, đây chính là một chiếc xe Mitsubishi Triton đấy ạ. Có những cái clip trước tôi đã đăng lên con Mitsubishi Triton này thì là rất là nhiều người đã comment ở bên dưới và đã bảo là mỗi người gọi một kiểu, có người thì bảo đọc tên như thế là sai, có người thì bảo phải đọc thế này, có người bảo đọc thế kia mới đúng. Chính xác cái tên của nó là Mitsubishi, còn tên của nó có thể gọi là anh em toàn gọi vui với nhau là Triton này, hay là Triton này, Triton này. Đấy là cái tên mà gọi về chiếc xe Mitsubishi này đấy ạ. Nó cứ thuộc dòng phân khúc của xe bán tải và được đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Tôi cũng không dài dòng với quý vị và các bạn nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết ngay sau bây giờ. Đây chính là chiếc xe Mitsubishi Triton. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và nhập khẩu về Việt Nam là 2016. Đăng ký lần đầu tiên là cuối năm 2016 rồi ạ. Và chiếc xe đã chạy được hơn 5 vạn km rồi. Hơn 5 vạn km rồi thì cái xe này thì quý vị và các bạn cũng biết rồi đấy, nó còn rất là đẹp. Và hơn nữa là cái dàn lốp của nó còn nguyên. Bây giờ tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem chi tiết về chiếc xe này ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem. Chắc là quý vị và các bạn cũng rất là đang sốt ruột muốn xem mà tôi quay chi tiết về cho quý vị và các bạn cùng xem rồi đúng không ạ? Tôi sẽ không để cho quý vị và các bạn phải chờ lâu nữa. Ngay sau đây tôi sẽ quay chi tiết về tổng thể bên ngoài cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Mitsubishi Triton 2016 này ạ. Tại sao tôi nói 2016? Tại vì là những cái dòng xe ô tô mà nhập khẩu thường về Việt Nam mình thì nó sẽ chậm hơn. Chiếc xe này sản xuất năm 2015 nhưng mà nó nhập về Việt Nam mình là năm 2016, đã đăng ký là cuối năm 2016 đấy. Đây là quý vị và các bạn cùng xem tôi quay rất là chi tiết về cái ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Tôi quay chi tiết từ ngoại thất này cho đến nội thất này cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chiếc xe này nó còn mới như thế nào, chất lượng nó còn bao nhiêu phần trăm để quý vị và các bạn có thể tham khảo chiếc xe này ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là khoảng 500 triệu đồng thôi quý vị và các bạn ạ. 500 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Mitsubishi Triton 2016 này đấy ạ. Đây là cái phiên bản số tự động 2 cầu cho nên là xe Mitsubishi đã trang bị cho chiếc Triton này full option rồi ạ. Từ khóa thông minh, đèn nổ start stop cho đến sang số thể thao trên vô lăng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Option thì ở những cái phân khúc bán tải cùng ở những chiếc xe bán tải cùng phân khúc với nó thì option không còn nào bằng con này được đâu quý vị và các bạn ạ. Cái dàn lốp này là còn nguyên bản theo xe, tôi quay cho quý vị và bạn cùng xem đấy ạ. Chiếc xe chạy được 5 vạn rưỡi thôi, hoa lốp thì rất là dày. Cả dàn lốp này còn dày và đẹp nguyên ạ. Đây, sản xuất năm 2015. Và cái lốp này cũng là 2015 ạ, tuần thứ 29 năm 2015 đấy ạ. Quý vị các bạn cũng biết đấy, nếu như mà dàn lốp này mà còn nguyên thì chiếc xe này chạy 5 vạn rưỡi là cái chuyện bình thường thôi ạ. Chiếc xe cũng đã được trang bị lên cặp đèn bi xenon và cặp đèn gầm đây ạ. Quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là cái cặp đèn bi xenon của xe. Đèn bi, đèn led có cả đây ạ. Hôm nay tôi quay ở ngoài này cho nên trời nó hơi nắng cho nên là rất là khó nhìn cái đèn led nó sáng. Chứ đèn led có cả đây ạ. Chính đây là cái giải đèn led đây ạ. Giải đèn led, đèn gọi là đèn daylight ạ, đèn ban ngày đi là sẽ sáng thôi ạ. Đấy. Đây, cặp đèn led này, đèn đi xenon đầy đủ hết cả rồi đấy ạ. Đây là cái
đèn gầm của xe. Đấy, đèn gầm của xe ạ. Tất cả cũng còn đang rất là mới ạ. Chiếc xe chạy có 5.5 km thôi, cho nên là còn rất là đẹp ạ. Chiếc gương chiếu hậu của xe cũng là chiếc gương gập điện và đã được tích hợp các xi nhan trên gương này rồi đấy ạ. Trời nó nắng cho nên là nhìn nó không được rõ, cái đèn xi nhan này nó sáng. Quý vị các bạn cũng thông cảm. Đây là cái phần bậc cửa của xe đó. Bậc cửa lên cửa xuống của xe đấy ạ, rất là chắc chắn và rất là khỏe. Không giống như những cái xe khác, là một số dòng xe khác cái bậc cửa của nó bằng nhựa cho nên là nó không chắc chắn lắm. Cái này là bậc cửa bằng inox rồi đấy ạ. Rất là chắc chắn và khỏe. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của chiếc xe. Phần ba đờ sốc sau của chiếc xe tuy có phần hơi xước sát tí, nhưng mà chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có sơn xi lại gì cả, cho nên là nó hơi xước sát một chút thôi. Cái phần xước sát này thì không đáng kể lắm, không đáng ngại lắm về cái phần xước sát của chiếc xe này ạ. Và chiếc xe cũng đã được trang bị lên camera lùi đây rồi ạ. Camera lùi rồi. Cái điều rất là đặc biệt là ở chiếc xe bán tải này thì là Mitsubishi đã trang bị cho chiếc Triton này là một chiếc khóa thông minh để nổ start stop, bấm tay mở cửa đấy ạ. Rất ít dòng bán tải mà trang bị khóa thông minh để nổ start stop ạ. Đến phiên bản Wrangler Wildtrak cũng chưa có khóa thông minh đâu ạ. Khóa thông minh để nổ start stop và bấm khóa này, mở cửa gập gương. Gương gập điện và cũng đã được lắp tích hợp với cái khóa này. Khi mình bấm khóa là gương sẽ tự gập, mở khóa là gương lại mở ra thôi. Rất là tiện lợi thưa quý vị các bạn. Nếu như mà chiếc xe mà đang ở trong tình trạng khóa cửa thì gương đang gập điện. Đấy. Từ cái phần ốp gương và tay nắm cửa cũng là chrome rất là sáng và sạch đẹp đẽ. Từ cái phần ốp rất là sáng và sạch sẽ đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem này. Rất là đẹp ạ. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới ạ. Cụm đèn hậu rất là mới và chưa có xước sát gì cả đâu ạ. Chưa có xước sát, chưa có nứt vỡ. Điều này là ta thấy được là chiếc xe này chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Từ cái phần logo của xe này đến cái phần chữ này, tất cả cũng còn đang rất là mới và rất là sáng bóng đấy. Và chiếc xe này là động cơ 2.5 lít và động cơ dầu ạ, DAD và Common Rail đấy ạ. Đây là cái động cơ của xe đấy ạ. Động cơ này là động cơ rất là thông minh và tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Về cái phần nắp thùng của chiếc xe thì tuy nhiên là chiếc xe này chủ xe để nguyên bản của xe, không lắp nắp thùng. Tại vì là mỗi người mua xe đều có một cái mục đích sử dụng khác nhau. Có người mua về chở đồ, có người mua về không chở đồ, cho nên là không quan tâm những cái nắp thùng này. Có người chở đồ cồng kềnh người ta không lắp nắp thùng, hoặc có người người ta chở đồ sợ mưa nắng thì người ta lại phải lắp cái nắp thùng. Đây là chiếc xe này chủ xe để nguyên bản, mà chiếc nắp thùng thì nếu như bây giờ mà mua nắp thùng mới thì cũng hơn 10 triệu. Còn nếu là quý vị và các bạn nếu cần thiết mà mua cái nắp thùng này thì cũng rẻ thôi, mấy triệu là quý vị và các bạn có thể mua được cái nắp thùng cũ rồi. Tại vì là nắp thùng thì là nó theo cái sở thích của từng người. Có nắp thùng sẵn thì có khi khách hàng lại không thích, vì là chúng tôi bán xe này có khách hàng đến và bảo là cái nắp thùng này, xe có nắp thùng rồi, chúng tôi tư vấn là chiếc xe này đã được chủ xe lắp nắp thùng rồi, nhưng khách hàng lại bảo cái nắp thùng cũng không quan trọng, tại vì về không cần thiết là về vẫn phải tháo đi, cho nên là chiếc xe này còn nguyên bản. Ngay sau đây tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần nội thất của chiếc xe Mitsubishi Triton 2016 này đấy ạ. Đầu tiên bước vào cánh cửa, tôi lại quay qua từ ngoài cánh cửa cho quý vị các bạn cùng xem tất cả keo chỉ của xe đấy ạ. Keo chỉ của xe tất cả còn nguyên, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết. Và cái nội thất này chúng tôi cũng chưa dọn dẹp gì cả. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Và cái option thì như nãy tôi cũng đã nói về tất cả cái xe dòng bán tải cùng phân khúc thì là không chiếc xe nào option đủ như con xe này đâu ạ. Tại vì là Mitsubishi đã trang bị cho chiếc Triton 2016 này là đèn nổ start stop. Đây là đèn nổ start stop này. Gương, đây là cụm đèn điều khiển gương, gương gập điện này, nâng chỉnh đèn pha. Nâng chỉnh đèn pha đầy đủ hết rồi ạ. Vô lăng bọc da.
vô lăng bọc da và tích hợp các phím điều khiển này, next bar, chuyển bar này, cruise control này. Cruise control đây là cái phần ga tự động ấy. Nếu như quý vị và các bạn đi đường trường hay đi đường cao tốc thì quý vị và các bạn cái phần này rất là tác dụng đấy ạ. Và hơn nữa là sang số thể thao trên vô lăng. Đây là cái phần sang số thể thao trên vô lăng ở hai bên đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem đấy. Phần sang số thể thao trên vô lăng này, nếu như quý vị và các bạn leo trèo đèo lội suối các thứ thì khi dùng đến số thể thao ở số tay đấy thì cái này lại phát huy tác dụng của nó. Và phần đặc biệt hơn nữa là chiếc xe này cũng đã được trang bị lên nội thất da rất là cao cấp ạ. Nội thất da rất là cao cấp đây ạ. Đây quý vị và các bạn cùng xem tôi quay những cái phần mà nó hơi xước sờn một tí thì quý vị và các bạn đã thấy được ạ. Đây chính là cái da thật đấy ạ. Da thật và da rất là xịn đấy ạ. Đấy, đây là cái phần da thật và da rất là xịn. Và cái điều quan trọng hơn hết ở cái bộ ghế này đã được tích hợp ghế chỉnh điện. Đấy, quý vị và các bạn cùng xem ạ, ghế chỉnh điện này. Rất ít xe bán tải mà được trang bị đầy đủ như chiếc Mitsubishi Triton này đấy ạ. Tất cả cũng rất là đầy đủ ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem đấy ạ. Đây là cái phần táp bi cánh cửa phía sau bên lái. Đây, keo chỉ cũng giống như vậy, tất cả còn nguyên. Tôi cam kết là chiếc xe này là chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ rồi ốc khóa tất cả này, ốc cánh cửa này còn nguyên bản hết ạ. Cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Trần xe rất là sạch sẽ. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, chưa có đánh bóng hay là chưa có làm gì cả. Chúng tôi mua về là chúng tôi chỉ có rửa qua đi cái là chúng tôi đang đem lên đây giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem thôi ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới và rất là đẹp ạ. Nội thất da thì rất là cao cấp rồi đấy. Da của chiếc xe này là xịn rồi ạ. Không giống như nó không giống như một số xe ghế nỉ về trong Việt Nam mình mới bọc lại đâu. Về bọc lại thì cái da nó rất là kém. Đây là da nguyên bản của xe rồi. Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn là chiếc cánh cửa táp bi cánh cửa phía sau bên phụ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên. Tôi vẫn quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, hoặc là anh em thợ có thể cùng xem chiếc xe này để có thể giới thiệu cho bạn bè hoặc lấy cho người nhà thì quý vị và các bạn cũng có thể là yên tâm ạ. Đấy, quý vị và các bạn ạ. Rất là đẹp. Có lọc rồi quý vị và các bạn ơi. Tôi đang quay giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem thì tôi nhặt được cái gì đây? Quý vị và các bạn có nhìn thấy cái gì đây không ạ? Tôi vừa nhìn thấy đây là một chiếc nhẫn. Có thể chiếc nhẫn này của chủ xe rơi ra. Tôi sẽ phải liên hệ lại để trả lại cho chủ xe chiếc nhẫn này ạ. Đây là chính là chiếc nhẫn vàng đấy quý vị và các bạn ạ. Vàng bây giờ đang đắt mà nhặt được chiếc nhẫn vàng này thì là cũng rất là quý đấy ạ. Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem chiếc táp bi cửa bên phụ. Chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Tất cả keo chỉ cũng còn nguyên hết ạ. Không mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cửa cũng còn nguyên hết ạ. Ốc khóa này, ốc bản lề này còn nguyên. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Phải nói là rất là đẹp ạ, nội thất còn rất là đẹp ạ. Ghế da rồi đấy ạ. Ghế da cao cấp, đây là chiếc táp bi cửa đấy ạ. Sau đây tôi sẽ bước vào trong xe để giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đầu tiên là tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Tôi cứ nổ máy lên cái đã. Đây là cái phiên bản hai cầu, cho nên là cầu đang báo đấy ạ, đèn cầu đấy ạ. Khi mình chạy hai cầu, cầu sau thì là cái hai đèn sau này nó sẽ báo sáng chỉ hai đèn sau thôi. Nếu ta chuyển chế độ cầu muốn chạy cả cầu trước nữa thì là cái đèn nó sẽ báo bên trên. Đấy, đây là cái cầu. Và cái đồng hồ đây, đồng hồ tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem cái đồng hồ này chạy được đấy là trí tuệ 5,5 vạn rồi quý vị các bạn ạ. Đồng hồ là 5,5 vạn rồi ạ. Đấy, 5,5 vạn rồi ạ. Đồng hồ chạy được 5,5 km rồi ạ. Quý vị và các bạn cùng xem đây. Đây thưa quý vị và các bạn, chiếc xe Mitsubishi đã trang bị cho chiếc Triton này là một chiếc màn hình giải trí đa phương tiện đấy ạ. Tích hợp lên cả Bluetooth này, DVD này. Rất là nhiều thứ được tích hợp trên cái màn hình giải trí đa phương tiện này. Và điều hòa đó là điều hòa auto, tức là điều hòa tự động hai vùng độc lập đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem đấy.
điều hòa tự động hai vùng độc lập. Option thì rất là nhiều à. Đấy, đây quý vị các bạn cùng xem đây. Cái màn hình của nó rất là đẹp và rất là đầy đủ giải trí phương tiện. Quý vị các bạn đi xa thì quý vị các bạn cũng rất là yên tâm vì là có màn hình để giải trí được, có thể xem phim hoặc là xem video các thứ tùy các bạn thích ạ. Rất là đẹp và cruise control đây ạ. Cruise control tức là ga tự động, nếu như quý vị các bạn chạy đường trường, đường cao tốc thì rất là tiện lợi. Đây là tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, âm thanh hay là mốt, tất cả rất là đẹp đấy. Cần số này, vô lăng cần số rất là bóng bẩy. Và đây là cái nút cài cầu đấy quý vị ạ. Cài cầu đó là cài cầu điện rồi ạ. Cài cầu điện hết rồi ạ. Trần thì rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Thưa với quý vị và các bạn một điều rằng nếu như đi mua xe cũ, nội thất, ngoại thất nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cái phần quan trọng nhất chúng ta không thể bỏ qua được, đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn động xe động. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là động cơ của chiếc xe. Đây là cái động cơ Conmongrel DID đây ạ. Conmongrel DID đây là cái động cơ thông minh và động cơ diesel đấy ạ. Động cơ 2.5 diesel. Đây, tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn thấy được tất cả các ốc của nó là cùng nguyên bản hết ạ. Máy móc thì rất là đẹp. 2016 nên máy móc rất là đẹp ạ. Cái phần dầu ở đây nhá, là quý vị các bạn này, nó bị dầu đây ấy, là do khi thay dầu ấy là các gara đổ dầu vào đây xong nó mới vãi, nó mới ngấm ra chỗ này thôi. Đây là phần trên này, chứ bên dưới này là khô hết đấy ạ. Tất cả về cái phần bên dưới này thì khô, không có một vết ẩm ướt của dầu đâu ạ. Tất cả đều là ốc nguyên bản hết ạ. Chưa có tháo máy ra hay là chưa có làm gì cả đâu ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Và còn nguyên những cái chấm sơn của nhà sản xuất ạ. Ốc tai này, ốc tai này, ốc xương đầu này, tất cả là còn nguyên bản ạ. Chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì đâu ạ. Keo chỉ thì quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Keo chỉ này, keo chỉ, tất cả keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Anh em thợ chúng tôi chia sẻ với nhau, anh em thợ chúng tôi đi xem xe, keo chỉ còn nguyên ở đầu như này, tất cả nó còn nguyên bản như thế này thì chiếc xe này còn nguyên bản ạ. Chưa có sự đâm đụng hay là va chạm gì đâu ạ. Kinh nghiệm của anh em thợ chúng tôi đã, chúng tôi cũng chia sẻ lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Để quý vị và các bạn đi mua xe cũ thì quý vị và các bạn cùng xem mà tất cả máy móc là nguyên bản này. Ốc máy, ốc nguyên, tất cả còn nguyên bản là ok rồi. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này không có đâm đụng hay là va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Quý vị và các bạn đang xem clip thì mời quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà kênh ô tô 360 chúng tôi up lên kênh ô tô 360 này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn, nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Mm-hmm.